muốn như quà này nữa. Kinh nghiệm mà cái sung như thế quả chưa? Quả nó phun phun quả nó phun như lộc cơ mà. Nhà xem. Tay tán quá hợp lý. Toàn cắt giật đấy, toàn cắt nhát cắt giật. Sướng. Sung cho nó sướng. Quay lại là mới rõ chứ chụp nó không, nhiều khi nó không ấy. Không bảo là quay video ấy, nhìn rõ. Nhiều khi chụp về khó nhìn lắm. Đấy, nhìn cái mặt này mà thấy nhiều quả phun là kinh. Cắt quay đấy đi, mày cứ lăn về đi, chạm rồi đang ở đây. Bao phía sau là tiền nhá. Được mà, tao quay trong. Tôi thích cái cây này. Cái cây cương nguội. 2 triệu. Không. Rồi, tao lấy thế nào tao bảo thì cả cái chỗ đẹp luôn. Chỗ nào? Bây giờ không có à? Không có thả mà một cái lòng máng rộng được. Ừ. Cho cơm nước vào vẫn để chỗ này. Ở chỗ nhựa. Nước cái để đựng nước thôi. À. Chứ còn vẫn nguyên cái chậu nó. Có khay mỏng mỏng nó cao như thế này. Thế thì đấy, thả để ra được rồi. Chứ có nước được. Có nước và có quả. Chứ để chậu này là hợp lý rồi. Chậu này nó mà nếu vào lúc nào mà nếu mà ấy thích rổ luôn cả thì thả lại. Sung sướng. Nhiều tiền nhỉ? Sung sướng cuộc đời. Trong cái lồng vừng của xe kìa. Tất nhiên là nó không có lãi nhưng mình lãi 300 thì không lãi nhiều. Đó, không lãi nhiều là mình lãi rồi. Đây, chủ đây, chủ cây đây. Đây đây. Cương nguội đấy. Chơi về thì độc, chưa có ai có. Đi quay vòng cái đã nhá. Ủa, xứ hay. Lạ, nhót lạ. Giờ này dưới này có hoa hay nhỉ? Lấy cái dưới cây nào, cây có hoa. Có hoa này, có giá là hay. Đây thì chẳng quan trọng thôi. Giờ nhiều người chơi bên nào thấy ổn hay. Hai cân, hai cây chứ không phải một cây, nhưng mà cũng đẹp. Rất đẹp. Bây giờ chết ôm bán đầu tàn không.
Lùn ghê nhỉ, gốc. Ăn nguyên cái dây nhôm. Đấy, nhà chú để cái chỗ kia nhìn sướng. Rộng nhất chợ Vạn Phúc rồi. Cái này thì quay rồi. Đề à? À, cái đề san hô, đề ôm san hô. Cái sung ấy là đẹp đấy, cái gốc sướng nhỉ, cái gốc lùn nó bè ra này thấy cái chậu đẹp lắm, đẹp. Cái này là cái dây buộc hay cái gì đấy, cái dây buộc anh cắt ra được anh, người ta buộc từ trước anh cắt ra được cái gì việc cái gì đấy, cái gì đâu. Một cái líu vào cái cảnh nó có gì đâu, có gì đâu. Tướng tá xích thích nha. Không, có gì đâu. Cái này ấy, ví dụ anh lấy được bây giờ thì có khi là nếu mà chỗ anh em mình thì dỡ hết dây cho anh là quý lắm rồi. Chuyện có kịp cắt dây thì mình bấm hết các cái dây nó lạnh đi. Về hai cái mầm trên thì cắt. Hai cái mầm này. Súng. Mùa xuân này là mua sung nhất rồi. Không, cái này về nó trên đỉnh này này. Là anh đừng cắt, anh cứ để bao giờ cắt cái này thì bên kia. Chắc cũng phải quất được vườn chữa bạc cây đấy. Đây, nhà ông Lập giờ thầu nốt cái khu này, nhà ông này giờ có lực bán cây tốt, địa bàn tốt nên là thâu tóm hết chỗ này. Thôi tóm hết rồi. Quay trồng mấy cây la hán này này. Chung là cái to quá, nó quay nó khó, nó rộng. Không bảo lấy 60 cây la hán về mà. Nhiều tiền mà. Không bán được. Để đâu không bán được, hôm nay ông bán ông khác. Ông rất quý giá ấy.
Ở nhà cũng ở đây mà, không có gì ngại. Không bán thì cây vẫn còn đây. Nhưng mà các bác bán rong là bác phải bán trong ngày, cố gắng trở về rất là mất công. Để mai còn lấy cây khác, tiền cắm vào đấy. Kiểu như một ông doanh nghiệp với một ông đồng nát đấy. Đây, khu vực mới của ông ấy đây. Chỗ này ngày trước đó là cái quán, cái cửa hàng bán chậu. Bây giờ thì chắc dẹp rồi, ông ấy quê lại. Mỗi tháng ông mất khá tiền đấy. Chả bỏ, chả đáng chi so với thu nhập của ông ấy. Tuy phép không quay chi tiết của nó rộng quá. Nhiều cái to nó rộng, quay nó không biết được. Quay cái mini này. Quay một số cây này. Nhiều xanh đây, mua cây như thế này. Nam điểm hay để trong bao tải này thôi, nhưng là thuần chậu lắm. Lá rất là sướng. Hai con nam điểm vứt đây nhưng mà có khi là có giá nhất ở đây. Cái bạch tuyết mai to. Hoa giấy. Qua tôi mới mới vào một cái hoa giấy của ông Thìn đấy. Giá hợp lý. Giấy tím này. Lập ạ. Cái nào anh? Về lấy 1 triệu.